Một ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2016, nhiều hãng tin lớn trên khắp thế giới đưa tin về sự ra đi của một nữ phát thanh viên Việt Nam. Đó là bà Trịnh Thị Ngọ, nữ phát thanh viên tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam giai đoạn chiến tranh chống Mỹ. Bà qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 87 tuổi. All right, now here's a voice that many American troops came to know in Vietnam. How are you, G.I. Joe? The broadcaster who the troops nicknamed Hanoi Hannah died last Friday at 87 years old in Ho Chi Minh City. And bà Trịnh Thị Ngọ làm việc tại Đài Tiếng Nói Việt Nam năm 1955 qua lời giới thiệu của một người bạn với mong muốn góp phần vào chương trình phát thanh tiếng Anh mà đài lúc đó đang rất cần. Bản thân là con một nhà tư sản yêu nước từ nhỏ đến lớn ở Hà Nội, bà luôn học trường Pháp và học tiếng Anh của người bản xứ. Bà yêu tiếng Anh qua âm nhạc Anh và điện ảnh Mỹ. Những giá trị văn hóa không biên giới, vào đài làm phát thanh viên tiếng Anh thực sự đánh dấu sự trưởng thành của bà. Ở đó, bà Ngọ bắt đầu tập thể hiện các tin bài bằng tiếng Anh mà theo bà rất khác so với tiếng Anh giao tiếp, phải làm sao để người nghe hiểu được ý nghĩa của những thông điệp được truyền đi qua cách phát âm và nhấn nhá câu chữ. Đài cũng đã mời một số chuyên gia về huấn luyện cho bà và bà thừa nhận mình đã học thêm được rất nhiều từ đây. Một trong những chuyên gia nổi tiếng huấn luyện cho bà chính là Wilfred Burset, nhà báo phương Tây rất nổi tiếng, người đầu tiên đưa tin về vụ Mỹ ném bom Hiroshima Nhật Bản. Nhiều thính giả từ các nước Đông Nam Á, các nước Bắc Âu nghe chương trình phát thanh đối ngoại bằng tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phản hồi, yêu thích giọng đọc thu hương Trịnh Thị Ngọ. Nhưng phải đến năm 1965, khi Cục Địch Vận của Quân đội Việt Nam hợp tác với đài làm buổi phát thanh riêng hướng tới quân nhân Mỹ đang ở miền Nam Việt Nam, khi đó, giọng đọc của bà mới được quan tâm đặc biệt hơn lúc nào hết. Ngay sau buổi phát sóng đầu tiên của chương trình, trên đài phát thanh Hoa Kỳ đã thông tin, Hà Nội cho một nữ phát thanh viên giọng ngọt ngào để du ngủ lính Mỹ ở miền Nam. Phía Mỹ gọi bà là Hana của Hà Nội theo liên tưởng đến một chương trình radio trước đây của Nhật Bản hồi chiến tranh thế giới cũng sử dụng phát thanh viên nữ để địch vận. Chương trình của bà ban đầu chỉ khoảng 6 phút với một câu chuyện nhỏ nói với binh sĩ Mỹ, gắn vào một chương trình lớn hơn, dần dần thời lượng được nâng lên thành 30 phút. Bà Ngọ tham gia biên tập và phụ trách chủ yếu phần đọc. Có nhiều kỷ niệm về nghề phát thanh nhưng với bà vui và xúc động hơn cả là ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi bà đọc tin chiến thắng. Bà cho biết, bản tin tiếng Anh phát vào lúc 5 giờ chiều. Hôm đó, đó là bản tin đầu tiên phát đi nước ngoài tin chiến thắng. Tôi là người đọc vào trong phòng thu đọc thẳng luôn. Mọi hôm thì đọc thu vào để phát đi phát lại, còn hôm đó là đọc tin thẳng luôn. Tôi đọc là, Sài Gòn đã được giải phóng, miền Nam đã được giải phóng hoàn toàn. Tôi rất vui, đọc tin chiến thắng mà. Dear listeners, today, The Voice of Vietnam is a special program welcoming the brilliant and glorious total liberation of Saigon City. First you'll hear the news. The Ho Chi Minh campaign gains total victory. The Ho Chi Minh campaign gains total victory. The city of Saigon totally liberated. The city of Saigon totally liberated. Giải phóng, năm 1976, vì lý do gia đình, bà Trịnh Thị Ngọ chuyển công tác khỏi Đài Tiếng Nói Việt Nam sau 21 năm làm việc. Vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, bà vẫn tiếp khách đến thăm và hỏi chuyện về đài, về giọng đọc Hana. Phần đông trong số đó là phóng viên trong và ngoài nước. Không sai khi nói bà chính là phát thanh viên Việt Nam nổi tiếng thế giới.